Những món đồ dùng học tập siêu lạ lùng có thể bạn chưa biết. Đầu tiên, bố em biết đây là cái gì? Bình cứu hỏa. Sai rồi. Đây không phải là bình cứu hỏa mà là gọt bút chì. Chỉ cần tháo cái phần đế này ra đây à. Rồi sau đó là cho bút chì vào gọt. Đấy, vậy là ta đã có một cái bút chì đẹp đẽ. Hay không? Em tưởng nó không cần phải tháo ra vẫn gọt được cơ mà. Anh chỉ cần giữ nguyên rồi cắm bút chì vào gọt là được mà. Ừ nhờ. Thông minh. Nhưng mà lúc nãy mình gọt ra hơi bị nhiều vụn bút chì nha. Anh đừng em có cái này. Cái gì đấy? Robot hút bụi mini cầm tay. Robot hút bụi mini cầm tay. Đúng rồi, nhưng mà nó chạy bằng pin. Anh chỉ cần lắp hai viên pin vào đây và bật lên là được. Em có chắc là nó chạy được không đấy? À thật ra thì nó không chạy đâu anh ạ. Mình phải để bằng tay. Nhưng mà nó hút được bụi thật mà anh. Đây này anh này, đi đến đâu là nó sạch đến đấy. Thay vì anh phủ bụi xuống đất thì anh dùng cái máy này có phải tiện hơn không? À, anh thấy chưa? Rất là tiện luôn. Em có chắc là nó tiện không đấy? Chắc. Với cả nó có màu hồng. Thôi, tạm chấp nhận. Đố em biết đó là cái gì? Cái gọt bút chì. Sai rồi, nó là bình cứu hỏa. Trừ lượng.